Cô xin chào tất cả các con đã đến với bài học ngày hôm nay. Các con đã chuẩn bị cho cô một quyển sách toán, vở nháp, thước kẻ, vở toán. Các con đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu vào bài học hôm nay nhé. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô cho chúng ta cùng ôn lại kiến thức nào. Các con đọc theo cô, đặt tính rồi tính. 1015 nhân 6. 1107 nhân 4. Các con lấy vở nháp và làm bài vào vở. Các con nhớ tính cẩn thận nhé. Đã hết thời gian rồi, chúng ta cùng nhìn lên bảng để đối chiếu kết quả bài làm của mình có giống cô không nào. Phép tính thứ nhất, 1015 nhân 6 bằng 6090. Phép tính thứ hai, 1107 nhân 4 bằng 4428. Chúng ta cùng đối chiếu kết quả lại một lần nữa nào. Các con đã học bài nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, không nhớ và có nhớ một lần. Bài học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học tiếp bài nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số tiếp theo. Qua bài học giúp các con biết thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số có nhớ hai lần không liền nhau. Vận dụng trong giải toán có lời văn. Các con quan sát cô có ví dụ sau: 1427 nhân 3. Để tìm được kết quả của phép tính này, các con lấy vở nháp và thực hiện phép tính nhé. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng đi thực hiện phép tính nào. Cô viết số 1427 nhân 3. Bước 1, đặt tính. Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất, sao cho thừa số thứ hai có một chữ số thẳng với hàng đơn vị của thừa số thứ nhất có 4 chữ số. Bước 2, ta thực hiện từ phải sang trái. Các con đọc theo cô. Đầu tiên, ta lấy 3 x 7 bằng 21, viết 1, nhớ 2. 3 x 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. 3 x 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 3 x 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Kết quả của phép tính 1427 nhân 3 bằng 4281. Các con cùng đối chiếu với kết quả của mình một lần nữa nào. Các con suy nghĩ cho cô, đây là phép tính nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số có nhớ mấy lần? À, đây là phép tính nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số có nhớ 2 lần đấy các con ạ. Vậy khi thực hiện phép tính, các con cần lưu ý viết số nhớ vào hàng bên cạnh nhé. Như vậy, các con đã biết nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số rất tốt rồi. Bây giờ, các con thử khả năng của mình qua phần luyện tập nhé. Bài 1, tính. Các con đọc theo cô. 2318 nhân 2, 1092 nhân 3, 1317 nhân 4, 1409 nhân 5. Các con lấy bút chì và ghi kết quả vào sách nhé. Bây giờ, các con cùng nhìn lên màn hình để đối chiếu kết quả với cô xem các con đã làm đúng chưa nào. Kết quả của phép tính 2318 nhân 2 bằng 4636. Kết quả của phép tính thứ hai 1092 nhân 3 bằng 3276. Kết quả phép tính thứ ba 1317 nhân 4 bằng 5268. Kết quả của phép tính thứ tư
1409 nhân 5 bằng 7045. Các con cùng đối chiếu với kết quả của mình một lần nữa nào. Qua bài tập 1, các con đã biết tính rất nhanh và chính xác, thực hiện từ phải sang trái. Vậy, khi đặt tính ta làm như thế nào? Cô trò chúng ta cùng chuyển sang bài 2 nhé. Các con đọc theo cô. Bài 2, đặt tính rồi tính. A. 1107 x 6. 2319 x 4. 1106 x 7. 1218 x 5. Các con lấy vở toán và làm bài vào vở nhé. Bây giờ các con nhìn lên bảng, chúng ta cùng đối chiếu kết quả với cô nào. Các con đọc theo cô. Phép tính thứ nhất, 1107 x 6 bằng 6642. Phép tính thứ hai, 2319 x 4 bằng 9276. Phép tính thứ ba, 1106 x 7 bằng 7742. Phép tính thứ tư, 1218 x 5 bằng 6090. Các con lấy vở và đối chiếu kết quả lại một lần nữa nào. Các con ạ, khi thực hiện phép tính, chúng ta cần chú ý đặt thừa số thứ hai thẳng với thừa số thứ nhất và khi chúng ta thực hiện từ phải sang trái nhé các con. Qua bài tập 2, cô nhận thấy các con đã tính nhuần nhuyễn hơn rồi đấy. Vậy, khi giải toán có lời văn, chúng ta làm như thế nào? Cô trò chúng ta cùng chuyển sang bài 3 nhé. Các con đọc theo cô. Bài 3, một xe chở được 1425 kg gạo. Hỏi, ba xe như thế chở được bao nhiêu kg gạo? Vậy, các con suy nghĩ và cho cô biết bài toán cho biết gì? Các con quan sát lên đây, bài toán cho biết một xe ô tô chở được 1425 kg gạo. Vậy bài toán yêu cầu chúng ta tìm gì? Bài toán yêu cầu chúng ta tìm ba xe chở được tất cả bao nhiêu kg gạo. Vậy muốn biết ba xe chở được bao nhiêu kg gạo, chúng ta làm thế nào? Các con suy nghĩ, tìm lời giải và phép tính phù hợp với bài toán. Rồi các con nằm vào vở nhé. Con nhìn lên màn hình, chúng ta cùng sửa bài nào. Bài giải, ba xe như thế chở được số kg gạo là 1425 x 3 bằng 4275 kg, đáp số 4275 kg gạo. Các con mở vở ra và đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Các con nhớ sửa bài thật cẩn thận nhé. Các con lưu ý, muốn tìm 3 xe chở được bao nhiêu kg gạo, chúng ta lấy số kg gạo của một xe nhân với 3 và các con có thể viết câu lời giải khác. Ví dụ như số kg gạo 3 xe chở được là, và ta viết phép tính 1425 x 3 bằng 4275 kg, đáp số 4275 kg gạo. Qua bài tập 3, cô thấy các con đã biết vận dụng phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số vào giải toán rất là tốt. Các con chú ý, để thực hiện được bài này, các con nhớ viết phép tính ra giấy nháp để tính thật cẩn thận nhé. Bài học ngày hôm nay, các con đã biết thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, biết vận dụng vào giải toán có lời văn rất tốt. Vậy, để khắc sâu kiến thức, các con nhớ ôn lại bài nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các con có kết quả học tập tốt.
Hẹn gặp lại các con vào buổi học sau. Thân ái, chào tạm biệt các con.